Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đồng chủ trì lễ ký kết đối tác một sức khỏe phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người giai đoạn năm 2021-2025. Đối tác một sức khỏe phòng chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người, gọi tắt là OHP, là sáng kiến mới của Chính phủ Việt Nam trong chiến lược phòng chống nguy cơ lây bệnh, lây truyền từ động vật sang người. Mục tiêu của đối tác nhằm tăng cường năng lực của Việt Nam trong việc giải quyết các bệnh truyền nhiễm có nguồn gốc từ động vật phát sinh trong mối tương tác con người, động vật, hệ sinh thái. Trong đó, mấu chốt là loại trừ bệnh dại và kiểm soát kháng sinh tại Việt Nam. Để thực hiện hiện thực hóa cam kết này, OHP đã và đang xây dựng công cụ quản lý của mình bao gồm một bản kế hoạch 5 năm có ngân sách dự kiến cho các hoạt động dự kiến để các đối tác trong nước và quốc tế cùng xem xét hỗ trợ nếu có thể. Một khung giám sát và đánh giá với các chỉ số đầu ra và lộ trình cụ thể. Bản kế hoạch này hiện đang được chuẩn bị và sẽ được tham vấn tất cả các đối tác trong thời gian sớm nhất. Trong những năm gần đây, đối tác một sức khỏe đã mở rộng sự hợp tác sang các vấn đề liên ngành khác như kháng sinh. Vấn đề kháng sinh là một vấn đề đang được sự quan tâm của toàn cầu và Việt Nam cũng là một trong những nước có tình trạng kháng sinh cần được quan tâm. Bên cạnh đó, các vấn đề về y tế công cộng liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu, nước biển dâng, ô nhiễm môi trường cũng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng, đòi hỏi sự tham gia nhiều hơn nữa của ngành môi trường và các cơ quan liên quan. Lễ ký kết đối tác một sức khỏe phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người giai đoạn 2021-2025 bao gồm sự ký kết thỏa thuận của 3 bộ và 28 đối tác phát triển quốc tế trong và ngoài nước. Đây chính là cơ chế hỗ trợ và thúc đẩy sự tham gia của Việt Nam vào nỗ lực một sức khỏe trong khu vực và trên toàn cầu. Thưa quý vị và các bạn, bệnh viêm da nổi cục trên bò tưởng chừng như chỉ xuất hiện ở khu vực châu Phi thì nay đã lan rộng ra nhiều nước, trong đó có Việt Nam vào đầu năm 2020. Và sau các tỉnh miền núi phía Bắc, hàng loạt gia súc trâu bò mắc bệnh viêm da nổi cục thì đến nay loại bệnh này đã xuất hiện tại nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt tại các tỉnh đồng bằng như là Thái Bình, Nam Định cũng đã lây lan ra hầu hết trên các địa bàn huyện. Ghi nhận của phóng viên chương trình Nông nghiệp 24 giờ. Ruồi muỗi bâu kín, nham nhở những vết thương hở trên cơ thể. Những con bò này đang khó chịu vì vùng da bị tổn thương. Lâu dần trên da hình thành những nốt sần, khối u và có thể chết nếu không chữa trị kịp thời. Đó là biểu hiện của bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò. Con bò này của gia đình ông Dũng đang mang thai. Nó đã bị cách ly với đàn để tránh lây lan dịch bệnh. Còn đầu tiên là cuối cùng nó phát sốt xong là cuối cùng dãi rớt nó chảy ra thì tôi tưởng nó là cảm cơ. Thế nhưng mà mãi sau là phát hiện ra thì cuối cùng không phải. Thế bắt đầu sau khi nó mới hết cái sốt, bắt đầu nó mới nổi mụn. Thế lúc giờ là mới báo cáo bên thú y thì các anh điều chỉnh thuốc cho. Trong khi đó, bà Đỗ Thị Thường, xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ cũng phát hiện bệnh lạ trên bò hơn 2 tuần nay. Đang nói, một con bò mẹ và một con bò con đã chết sau khi phát bệnh. Còn một con thì sắp đẻ, đến ngày đẻ rồi thì lại cứu được con thì lại hỏng mẹ. Mà từ trước đến giờ nó chưa có cái bệnh này cả. Đấy mà xem là các bác xem là thuốc gì mà chữa được. Chứ giờ cái anh em là chỉ có trông ngòng với con bò ấy thôi. Tỉnh Thái Bình hiện có gần 57.000 con trâu bò. Đến nay tất cả 8 huyện, thành phố của địa phương này đều ghi nhận có ổ dịch. Còn tại Nam Định, nơi có tổng đàn 36.000 con trâu bò, dịch cũng đã xuất hiện ở 2 huyện. Ngành thú y địa phương cho biết, với căn bệnh lạ hiếm gặp này, và đặc biệt ở bối cảnh thời tiết thuận lợi cho nhiều vi khuẩn, virus phát triển, thì việc khoanh vùng gặp không ít khó khăn. Đây là cái thời điểm mà các loại côn trùng chân đốt phát triển rất nhanh. Trước thời điểm Thái Bình phát hiện được dịch thì các cái địa phương lân cận như là Nam Định, như Giao Thủy, rồi Xuân Trường của Nam Định thì đã có dịch bệnh. Thì chúng tôi cho rằng là đây là cái đặc trưng lây lan của bệnh. Đấy, và thứ hai nữa là trong cái dịp Tết thì cũng việc giết mổ rồi buôn bán vận chuyển trâu bò. Đấy, chính vậy rất khó để kiểm soát. Vì theo cái 1076 thì yêu cầu là tiêm phòng là cái bán kính là 100 km. Như vậy trên địa bàn tỉnh chúng tôi là phải tiêm phòng cho toàn bộ cái đàn trâu bò của địa phương.
Thì cái này, việc này thì chúng tôi cũng đang xem xét cân nhắc để mà, và cũng đang trao đổi với lại chỗ bên cung ứng vaccine. Và cũng như là xin ý kiến cục thú y là cái hướng dẫn cụ thể chi tiết xem là cái cách thức tiêm như thế nào. Hiện nay trên thế giới đã có vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã giao cho Cục Thú Y chỉ đạo các phòng chức năng, các cơ quan liên quan hướng dẫn nhập khẩu khẩn cấp vaccine phòng bệnh. Theo ghi nhận của Cục Thú Y thì từ giữa tháng 10 năm 2020 cho tới nay thì dịch viêm da nổi cục trên châu bò đã xuất hiện lần đầu tiên tại nước ta và đến thời điểm này thì dịch đã lây lan ra 15 tỉnh thành, khiến hơn 4.200 châu bò mắc bệnh. Bệnh viêm da nổi cục là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do một loại virus thuộc họ Porphyridae gây ra ở trên châu bò và virus này thì không gây bệnh và không lây lan sang người. Tuy nhiên thì mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này đến nay trên vật nuôi đã không còn dừng lại ở mức cảnh báo. Bên cạnh việc thực hiện ngăn chặn dịch bệnh lây lan thì cần phải kiểm soát chặt chẽ tình trạng giết mổ bán tháo gia súc bị bệnh. Những vết sẹo này có thể tồn tại vĩnh viễn, gây vô sinh cho châu bò sinh sản và gây chết ở những con bê con khi sức đề kháng chưa cao. Kể từ khi dịch xuất hiện, trang trại này đã có 3 con bò bị nhiễm bệnh. Chúng đã được cách ly ra chuồng riêng và được khử khuẩn 2 ngày một lần bởi nguy cơ cả đàn nhiễm bệnh rất cao. Vì cái viêm da nổi cục nếu mình mà không chữa chạy kịp thời ấy, thì có thể nó dẫn đến con bò nó sẽ chết, mình không thể cứu được. Còn về với trang trại của mình ấy, thì triển khai ngay cái công tác đầu tiên là cái vệ sinh rồi là khử khuẩn. Ngoài việc khuyến cáo người nuôi cần chủ động theo dõi phát hiện châu bò có biểu hiện bệnh, tiến hành phun khử trùng, ngành chức năng cũng khuyến cáo tuyệt đối ngăn chặn tình trạng bán chui, bán chạy, giết mổ, tiêu thụ châu bò mắc bệnh. Phối hợp làm việc với chủ hộ và ký một cái bản cam kết là thứ nhất là hợp tác để cơ quan chuyên môn hướng dẫn điều trị, thứ hai là không được giết mổ hoặc là bán chạy gia súc bị bệnh. Bệnh viêm da nổi cục là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do một loại virus thuộc họ Porphyridae gây ra trên châu bò. Loại virus này đã từng gây bệnh trên cừu và dê từ những năm 1990. Bệnh xuất hiện ở Việt Nam vào tháng 10 năm 2020. Đến nay đã lây lan ra 15 tỉnh, thành phố, khiến hơn 4.200 châu bò mắc bệnh, tiêu hủy gần 400 con. Nó lây lan như các bệnh khác là tiếp xúc con ốm, con khỏe hoặc là cùng cái chăn thả cái bãi. Chăn thả chung rồi lây lan qua dụng cụ, phương tiện mà có cái nhiễm virus thì còn lây lan qua cái côn trùng chân đốt là cái động vật trung gian truyền bệnh như là ruồi, muỗi, ve mỏng. Và thứ hai nữa là lây lan cũng một số bệnh cũng như vậy là qua sữa và tình dịch, có nghĩa là con mẹ lây lan cho con hoặc là con đực mà đã nhiễm bệnh thì phối giống sẽ lây cho con cái. Ở góc độ khoa học, theo các chuyên gia thú y, côn trùng chân đốt được coi là vector truyền bệnh. Ngoài ra, virus viêm da nổi cục rất ổn định, tồn tại trong thời gian dài ngoài môi trường, đặc biệt là ở dạng vảy khô trong các nốt da hoại tử trên 33 ngày, nên cũng khó xác định để điều trị ngay. Châu bò mắc bệnh có tỷ lệ mắc bệnh chiếm khoảng 20% và tỷ lệ chết khoảng 15%. Con số này nhỏ nhưng sẽ là thiệt hại lớn nếu không ngăn chặn kịp thời. Bên ngoài môi trường nó đầy rẫy những cái mầm bệnh. Nó ở ngoài môi trường. Nếu như cơ thể bị suy yếu thì lập tức các cái vi khuẩn đó nó có thể sinh trưởng phát triển mà tạo nên độc lực hơn và nó sẽ gây hiện tượng chết. Cũng theo các chuyên gia, sử dụng vaccine để phòng bệnh là con đường duy nhất ngăn chặn dịch bệnh. Đối với gia súc được tiêm phòng thì khả năng miễn dịch kéo dài trên 1 năm hoặc lâu hơn. Vâng, có thể thấy bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò không chỉ có tốc độ lây lan nhanh chóng mà những di chứng của nó để lại cũng rất là nguy hiểm. Để nhanh chóng ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã cấp phép nhập khẩu khẩn cấp 6 triệu liều vaccine để phòng bệnh viêm da nổi cục, đáp ứng đủ nhu cầu của các địa phương trong thời gian tới. Theo Cục Thú Y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện đã có hơn 200.000 liều vaccine viêm da nổi cục đã được tiêm cho đàn trâu bò tại các địa phương và 500.000 liều vaccine Lumpivac đã về tới cửa khẩu Việt Nam, đang chờ đánh giá chất lượng để sớm đưa vào sử dụng trong thời gian tới. Tính đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã cấp phép nhập khẩu khẩn cấp 6 triệu liều vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục. Đây là bệnh mới lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, thì một trong giải pháp rất là quan trọng đấy là cần phải khẩn trương giám sát, phát hiện sớm và tiêu hủy cái số gia súc mắc bệnh. Đồng thời là chỉ đạo Cục Thú y hướng dẫn các doanh nghiệp là tổ chức nhập khẩu khẩn cấp vaccine để
phòng bệnh này theo đúng tinh thần và theo quy định của luật thú y, các cái văn bản hướng dẫn luật thú y. Sau khi nhập vaccine về, các cơ quan kiểm nghiệm của Cục Thú y sẽ nhanh chóng đánh giá chất lượng vaccine dựa vào chỉ số vô trùng, an toàn, hiệu lực để đảm bảo các yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật trước khi báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xem xét chỉ đạo sử dụng vaccine phòng bệnh ngoài thực tế. Tính đến ngày 26 tháng 2 năm 2021, thì các cái cơ quan kiểm nghiệm của Cục Thú y đã có cái báo cáo là cái vaccine Lamivac đã đáp ứng các yêu cầu, do đó là Cục Thú y đã báo cáo tham mưu cho Bộ có văn bản chỉ đạo các địa phương là căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh cũng như nguy cơ dịch bệnh và cái kết quả đánh giá bước đầu của vaccine Lamivac để quyết định cái việc sử dụng vaccine chống dịch khẩn cấp. Các cái vaccine khác thì hiện nay đang được tổ chức đánh giá theo đúng cái quy định trước khi mà Cục Thú y báo cáo tham mưu cho Bộ quyết định cái việc là sử dụng các vaccine đó để chống dịch khẩn cấp. Cục Thú y khẳng định bệnh viêm da nổi cục không lây nhiễm và không gây bệnh ở người. Tuy nhiên không khuyến cáo người dân sử dụng gia súc bị bệnh để đảm bảo các vấn đề về sức khỏe.